Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay ngày đầu năm Tết Nhâm Dần, con cọp xin kính chúc tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới đều được hưởng một cái năm mới toàn hên, chuyện gì cũng hên, may mắn và sức khỏe, tiễn đưa Covid đi và chúng ta rước anh cọp dũng mãnh. Chúng tôi xin trở lại tiếp theo cái phần phỏng vấn ông của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trước năm 1975 đó. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi nhà báo Đức Dear Spiegel. Đây là cái câu hỏi tiếp theo cái phần trước. Tóm lại một chút cái phần trước đó, thì ông Nguyễn Văn Thiệu vẫn tin tưởng đó là cái sự rút quân tượng trưng để giải quyết vấn đề nội bộ ở bên Mỹ theo cái lời thuyết phục của Kissinger về tình hình của nước Mỹ lúc đó. Thì đây là cái lời thoại tiếp theo. Tờ báo Dear Speaker tiếp theo nói rằng cần lưu ý là Mỹ có đóng quân ở Nam Hàn và Tây Đức. Ông Thiệu nói chúng tôi là một dân tộc kiêu hãnh, chỉ cần sự giúp đỡ và võ khí, chúng tôi không thiếu nhân lực. Ông có cần comment gì thêm không hay là đọc tiếp? Thưa quý vị, tôi nhận thấy là cái lời nói của ông Thiệu ở trên đây, ông nói rằng là chúng tôi là một dân tộc kiêu hãnh, chỉ cần giúp đỡ về võ khí, chúng tôi không thiếu nhân lực. Cái điều này ông Nguyễn Văn Thiệu nói sai, thật là sai. Bởi vì dân tộc Việt Nam á, kiêu hãnh là chiến đấu chống quân ngoại xâm, chứ không phải kiêu hãnh đi làm tay sai cho quân quốc ngoại thổ, quân đế quốc ngoại thổ. Đó là điều đó sai. Thứ hai nữa, dù cho có giúp đỡ cho vũ khí bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà lại không có tinh thần yêu nước, không có lòng hăng say chiến đấu, thì cái vũ khí đó cũng là vô dụng. Đó, tôi nhớ lại đây, nhân địa đây tôi cũng nói chuyện này cho quý vị biết rộng rãi hơn một chút, là khi năm 1949 đó, Hồng quân Trung Hoa đang tiến mạnh ở vùng Hoa Bắc, tiến sang qua cái Trường Giang để vào Hoa Nam, thì Mao Trạch Đông ra lại ngưng lại để học tập cho các quân đội học tập rõ rằng là phải biết cái ý nghĩa tại sao chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải vượt Trường Giang để thanh toán cái lực lượng của Tưởng Giới Thạch. Đấy, thì học tập họ hăng say như vậy rồi đó, thì lúc họ chiến đấu họ chỉ có một đường đi. Thế thì giờ trở lại cái vấn đề là quân đội Việt Nam mà cho rằng có võ khí của Mỹ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà không có tinh thần chiến đấu, chỉ tin tưởng vào cái hỏa lực của Mỹ mà khi Mỹ nó còn tồn tại ở Việt Nam. Thế bây giờ Mỹ nó rút về ở Việt Nam mà nó để cho rất nhiều vũ khí, và như cái kho Long Bình, theo tôi được biết là cái kho Long Bình đó là còn rất nhiều vũ khí. Đã có những người ta nói rằng là cái số vũ khí mà nó để lại cho cái quân đội miền Nam đó nhiều gấp mấy lần cái vũ khí của miền Bắc có. Đó là hình như là ông Hồ Văn Kỳ Thoại nói rõ như vậy ở trong cuốn Hiên Ngang Chiến Trường gì đó, trong cuốn sách của ông. Thì vì là không có tinh thần, cho nên ngày 10 tháng 3 năm 1975 thì Hà Nội vừa mới tấn công Ban Mê Thuật, gái đà vì không có quân đội Mỹ ở đó, là cái toàn bộ cái lực lượng phòng thủ của thành phố Ban Mê Thuật bị thất bại, và liền ngay sau đó thì hầu như là tất cả quân đội ở quân khu 2 đều thất bại rất là mau chóng. Rồi cái thất bại đó nó lan tràn sang đến quân khu 1. Thì vùng 1. Như vậy thì vì là quân đội Việt Nam không có tinh thần chiến đấu, tức là cái người, mọi người trong cái quân đội Việt Nam, cả đến tướng lãnh cho đến cả đến ông Thiệu cũng không có tinh thần chiến đấu. Thì đã vũ khí để đó mà không tinh thần chiến đấu thì chỉ là một cái đồ vô giá. Thành mà chính ông Thiệu cũng nói rằng là nếu mà Mỹ không viện trợ cho chúng tôi thì chỉ cho không phải là một tháng hay một ngày, mà chỉ mấy tiếng đồng hồ là chúng tôi rút lui. Chúng tôi không chiến đấu được nữa. Cái điều đó là cái quân đội miền Nam đó, nó không có cái tinh thần chiến đấu, vì nó không có lý tưởng. Nó cũng biết rõ rằng từ trước đến giờ khi mà Liên minh xâm lược Pháp Vatican can thiệp vào, đem quân tấn chiếm ở Đà Nẵng vào năm tháng 9 năm 1958 đấy, thì tất cả những người mà nào Việt Nam nào mà đứng về phía Liên minh xâm lược Pháp Vatican đều là quân bất chính, đều là Việt gian, và nhân dân Việt Nam rất là thù ghét.
Cái chính quyền của triều đình Huế lúc bây giờ cũng như là các cuộc nổi dậy của dân ta suốt chiều dài lịch sử từ đó cho đến năm 1545 là chúng ta thua vì chúng ta chưa được võ trang đầy đủ, chúng ta chưa có tổ chức, triều đình Huế cũng không có đủ lực lượng để bảo vệ, chúng ta thua thôi. Nhưng mà cái lòng kiên trí, kiên trì của nhân dân ta quyết tâm chiến đấu cho đến cùng, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên. Và may mắn cho chúng ta là có cụ Hồ Chí Minh đã xuất thân xuất ngoại ra Hải quốc học hỏi những cái kỹ thuật đấu tranh và về tổ chức Đảng Cộng sản vào tháng 6 năm 1930. Thì bây giờ chúng ta đã biết kiên trì chuẩn bị động viên toàn quốc nhân dân từ Hải Lạng Sơn cho đến mũi Cà Mau là ở đâu cũng có cái tinh thần sẵn đó rồi. Rồi đến lúc mà chúng ta học tập thì chúng ta lại học tập cái chính sách của cái thế lực yếu chống lại cái thế lực mạnh của xâm lăng bằng chiến thuật du kích, lấy nông thôn bao vây thành thị để làm cho thành ở cái thế lúc nào cũng phải phòng bị. Rồi đến lúc mà dần dần chúng ta học hỏi thêm, tăng cường thêm thì chúng ta mới chuyển sang giai đoạn cầm cự, rồi đi tiến đến giai đoạn tổng phản công. Và cụ Hồ Chí Minh đã làm được cái chuyện đó, trong khi ông Thiệu có đầy đủ những vũ khí, cả ông Diệm lẫn ông Thiệu có đầy hết tất cả những vũ khí, được hơn nửa triệu quân Mỹ và cả mấy trăm ngàn quân của đồng minh của Mỹ như là Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại, Đài Loan, Thái Lan, Phi Luật Tân ủng hộ. Cuối cùng vì không có chính nghĩa cho nên quân Mỹ chết nhiều quá thì nhân dân Mỹ nó đứng lên, nó phản động, nó phản đối, cho nên chính phủ Mỹ buộc lòng phải tìm cách rút quân. Khi mà rút quân rồi thì cái quân đội nội ở miền Nam Việt Nam do ông Diệm, ông Thiệu tạo nên, do giáo hội là Lam Á tạo nên, có quân đội, có vũ khí nhưng mà không có tinh thần chiến đấu. Cho nên là hễ mà nói đến Mỹ rút là sợ, sợ cuống lên rồi. Chứ quân đội miền Nam lúc bây giờ là có tới hơn 1 triệu quân, lại một số cũng là cả gần 1 triệu gọi là nhân dân tự vệ cũng được võ trang, rồi nhân viên chính quyền đầy đủ hết tất cả, không có thiếu một thứ gì. Vũ khí thì thừa, là quân đội thì có tới hàng triệu nhưng mà không có tinh thần chiến đấu, cho nên là tướng đầu thì cuốn gói trước, quân lính thì chạy theo sau. Do đó là cái câu nói của ông chúng tôi là một dân tộc kiêu hãnh thì Không có cái gì là kiêu hãnh cả. không có ý nghĩa đối cho cái dân miền Nam, cho Đúng cái quân. rồi, dân Việt Nam nói đúng đây nè, ông Thiệu nói như vậy chứ không có cái gì gọi là kiêu hãnh, trừ trường hợp các ông được hưởng những cái quyền đặc lợi đó thôi, chứ còn quân đội thí dụ như động viên là bị bắt buộc, còn đa số là lính người Công giáo, mà người Công giáo thì họ đã theo cái liên minh xâm lược Pháp từ năm 1000 tháng 9 năm 1858 rồi, họ liên tục họ theo, họ đánh lại cái chính quyền Việt Nam, họ là một cái thế lực chống lại Tổ quốc và họ bảo nhau rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa, cho nên họ chống lại Việt Nam thì họ đâu có chính nghĩa. Rồi những cái lính mà không phải là Công giáo thì bị động viên, bị bắt buộc phải đi. Đã, anh còn mạnh thì tôi còn theo, mà anh đã yếu rồi thì tôi bỏ chạy. Chứ không bao giờ mà kiên trì được như cái lính của quân đội miền Bắc hay là của quân đội nhân dân Việt Nam, như là họ đã đánh Biên Phủ đó. Người này ngã xuống thì người kia tiến lên. Thế rồi như là bánh xe chuyển pháo đó, mà nó lăn xuống dốc thì có người dám nhào ra nằm chặn bánh xe để cho giữ được cái khẩu súng để tiến vào cái chỗ vị trí để mà đối đầu với lại đồn giặc. Đó là cái tinh thần chiến đấu vô biên của quân đội nhân dân miền Bắc hay là quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi miền Nam, tôi hỏi rằng quý vị cứ tìm đâu ra được cái tài liệu mà có những người chiến sĩ miền Nam Việt Nam, người lính Việt Nam can đảm và hy sinh được như quân đội miền Bắc. Quý vị cứ mở đem ra chứng minh, còn tôi chứng minh bằng bằng sách gì? Bằng sách của ông Đại tá Phạm Văn Sơn là của người miền Nam mà viết lại cái chuyện đó, chứ không phải là sách của người người miền Bắc. Đấy. Tiếp theo, tờ báo nói nhìn lại thì ông phân tích ra sao về tình hình lúc đó. Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird đã phát biểu một danh từ mới: Việt Nam hóa chiến tranh. Sự thay đổi thuật ngữ phải chăng ám chỉ rõ ràng là Hoa Kỳ muốn rút lui thật nhanh? Đấy thì ông Thiệu trả lời như thế này: Khi ông Nixon thăm Sài Gòn vào tháng 7 năm 1969, ông ta nhắc lại với tôi là ông rất cần sự ủng hộ của công chúng Mỹ tại quốc nội. Tôi thông cảm
Ông ta không hề nói đến sự rút quân theo kế hoạch đã có sẵn của Mỹ. Ông ta nhấn mạnh đến những khó khăn tại Mỹ và sự giúp đỡ của tôi rất cần thiết. Chúng tôi đồng ý cộng tác để giúp đỡ lẫn nhau và chỉ nói đến sự rút quân từ từ. Thưa quý vị, ở đây thì ông Thiệu có nói với ông Nixon rằng giúp đỡ lẫn nhau. Thì ông Nixon bây giờ là ông ấy chuẩn bị cho cái thế rút quân để tăng cường cái được lòng dân của cái đảng Hoa Kỳ sắp cho cái chuẩn bị cái kỳ bầu cử tới. Mà nhân dân Hoa Kỳ bây giờ là nó phản chiến, nó chống lại cái cuộc chiến phi chính nghĩa. Vì rằng có rất nhiều binh sĩ, quân nhân Mỹ bị bắt giam ở Việt Nam. Bây giờ nó cần là thế nào? Cái chính quyền phải ký cái thỏa hiệp hòa bình để nó đem bà con của nó về Việt Nam, về Mỹ. Thì ông Nixon cần phải làm cái điều đó thì mới có hy vọng được đắc cử trong cái kỳ bầu cử tới cho Đảng Cộng Hòa. Đó là ông cần như vậy. Còn ngược lại ông Thiệu á, là vì ông không có chính nghĩa, quân đội miền Nam không có chính nghĩa, ông cần có quân đội Mỹ ở tại Việt Nam chiến đấu. Đó là hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà Mỹ mà đã rút quân về rồi á thì rút luôn. Vì đặc biệt cái hiệp định Bali nó quyết định là như vậy, tất cả quân đội ngoại nhập phải rút khỏi miền Nam, phải rút khỏi Việt Nam. Thành ra có phải chăng là ông chỉ biết rằng ông Nixon muốn giải quyết cái tình hình của quốc nội bên Hoa Kỳ nhưng mà ông không biết cái tình hình đó như thế nào? Đó chính vậy, chính là như vậy. Còn ông Thiệu thì nói rằng là ông Nixon là cần ông Thiệu ký cái hiệp ước hòa đàm Bali đó. Thì ông Thiệu thấy rằng có những cái điều kiện bất lợi cho miền Nam Việt Nam, ông Thiệu không ký. Thì dĩ nhiên là ông Nixon dùng những cái lời ngon ngọt không được thì ông ấy đe dọa là cái cắt cổ ông Thiệu. Và đồng thời ông Kissinger cũng nói rằng không thể để cho cái đuôi chó nó điều khiển cái đầu chó được. Thế thì điều đó khiến cho ông Thiệu hiểu rằng mình là cái người mà do Mỹ nó đặt lên, cũng như giống như ông Diệm trước cho Mỹ nó làm đặt lên. Nếu mà ông Diệm đã từng không nghe nó và nó đã ngoảnh mặt đi được quân đội miền Nam giết, thì bây giờ nếu mà ông Thiệu cũng không nghe nó thì dĩ nhiên cuộc đời của ông Thiệu cũng tiêu vong. Đó là bắt buộc ông Thiệu phải nghe lời, chứ ông Thiệu thực ra là cũng không muốn như vậy. Tôi nói đến đây là đủ biết rồi. Nhưng mà quân đội Mỹ đã rút là rút luôn. Đó là cái điều kiện đã đặt ra, mặc cả với lại đại diện của phái đoàn miền Bắc ở tại hội nghị Paris. Xin mời ban biên tập đọc tiếp ạ. Trước khi đọc tiếp cái đoạn kế thì tôi nhắc lại cái lời của ông Thiệu thì mình mới hiểu được cái lời của tờ báo trong cái câu kế. Ông Thiệu cái câu trước thì ông nói là ông ta nhấn mạnh, tức là ông Thiệu nói đến cái ông Nixon đó, ông ta nhấn mạnh đến những khó khăn tại Mỹ và sự giúp đỡ của tôi rất cần thiết. Chúng tôi đồng ý cộng tác để giúp lẫn nhau và chỉ nói đến sự rút quân từ từ. Thì tờ báo nói rằng chứ không phải theo một kế hoạch Mỹ đã định sẵn hay sao? Thì ông Thiệu trả lời là không, ông Nixon lại hứa là sự rút quân kèm theo những biện pháp để bắt Việt Nam phải có hành động tương ứng, và đi đôi với quân viện sẽ kèm theo viện trợ kinh tế để giúp chúng tôi đứng vững. Ông có ý kiến gì thêm nữa không? Tôi có ý kiến là như thế nào? Kính thưa quý vị, cho đến ngày nay thì mình nhận thấy là cái lời hứa rằng là sẽ có quân viện thì thực ra là sự thật không có như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng ông Nixon đã nói mà không thi hành hay là nói láo. Mà ông Thiệu thì cũng cần có cái lời nói láo cho nó qua để cho vuốt mặt ông Thiệu. Nhưng mà ông Thiệu cũng đã biết rõ là như vậy và cũng đã chuẩn bị con đường trốn chạy tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, là ông chuẩn bị sẵn rồi. Thế thì tờ báo hỏi ông có nghi ngờ khi cần thiết thì Hoa Kỳ sẽ rút quân đơn phương không? Thì ông Thiệu trả lời tôi cũng có sự hoài nghi, song lúc đó vẫn tin tưởng vào đồng minh Mỹ lớn mạnh. Tờ báo nói ông có lý, vì trong cuốn hồi ký thì ông Kissinger viết là không thể chấm dứt chiến tranh Việt Nam dễ dàng như thay đổi đài trên truyền hình, vì đây là một việc có liên quan đến hai chính phủ, năm quốc gia đồng minh và đã có khoảng 31.000 người Mỹ bị thương vong. Thưa quý vị, cái chữ đồng minh ở đây đó thì tôi thấy không phải là đồng minh mà quân đội đánh thuê. Là vì chứng cứ là những quân đội Đại Hàn mà chiến đấu ở tại Việt Nam á
tiền Mỹ trả hết. Thì quân đội Úc Đại Lợi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng quân đội Úc Đại Lợi, quân đội Tân Thái Lan hay là quân đội Thái Lan cũng rõ ràng như vậy, và Phi Lợi Tấn như vậy, chứ không phải là đồng minh. Nếu mà đồng minh là người ta góp cái phần quân đội vào trong đó chiến đấu, mà cái quân đội đó ăn lương của cái chính phủ Việt Nam, của cái chính phủ của họ. Đó. Thế lần này quân đội Đại Hàn là do Mỹ trả lương. Đó. Nhờ vậy mà Đại Hàn nó mới trở nên khá được đấy, là nó là bán xương máu của quân đội Đại Hàn cho Mỹ để chiến đấu Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng quân đội Thái Lan ở Việt Nam cũng vậy, quân đội Phi Luật Tân ở Việt Nam cũng vậy. Mà quân đội Phi Luật Tân với quân đội Thái Lan và quân đội Đại Hàn ở Việt Nam được trả lương, thì dĩ nhiên là quân đội Úc Đại Lợi Tân Thái Lan cũng được trả lương, mà do Hoa Kỳ trả lương chứ không phải là chính phủ trả lương. À. Nên nó đã đang xương máu đến để nó bán cho anh thì anh phải trả tiền nó thôi. À. Chứ đồng minh họ xài đây là họ nói chứ không có cái nghĩa là đồng minh, mà là đánh thuê. Thế thì nhân đây thì ví dụ như hồi thế chiến thứ hai đó, thì các quân đội đồng minh đó, thì cái đó là đồng minh, và nó khác nhau như thế nào cái lương về nó có cái đó. Hiệp định nó ký với nhau và nó biết rằng là Đức Quốc xã là kẻ thù chung, nó cùng một mặt trận để nó đẩy lui cái Đế quốc xã. Nếu mà Đức Quốc xã mà thành công đó, thì nó nguy hại cho cái nước Pháp, nước Anh và quyền lợi của nước Mỹ ở Âu Châu nữa. Đấy. Và chính nước Nga cũng là cái nước mà Đức Quốc xã đã từng xâm lăng nước Nga. À, mà bây giờ thì nước Nga nó phải đồng minh để nó đánh lại, nó trả thù. Và nếu mà nước Đức mà nó thắng á, thì chính nước Nga cũng nguy hiểm. Cái bản thân của nó như vậy. Nhưng mà cái ở Việt Nam á, thì chỉ xin lỗi chứ, Việt Nam mà độc lập á, thì nó không có nguy hại gì cho thằng Nam Hoàn cả. Nó không có nguy hại gì thằng Úc Đại Lợi cả. Em muốn hỏi cái vấn đề lương bổng, thiêu như cái lúc đó là cái lúc mà đồng minh Nga, Mỹ, Anh với nhau phải không? Ừ. Pháp, Nga, Mỹ, Anh, Pháp phải không? Đồng minh với nhau đó, thì giờ quân đội của Pháp chẳng hạn đi đánh với Đức đó, ừ, thì ai trả lương? Quân đội của nước nào nước đó trả lương? Đấy, cái chỗ này là cái chỗ khác nhau. Cái chỗ này á thì Hoa Kỳ phải trả lương cho quân đội Đại Hàn. Tức là nó khác nhau ở chỗ khác, đó. Khác nhau chỗ đó, nó mới gọi là đánh thuế. Trả từ ông tổng thống đến thằng binh nhì. Tiếp theo, tờ báo nói Hoa Kỳ muốn có sự thỏa thuận và chỉ đơn phương rút quân khi cần thiết. Ông có đặt điều kiện nào trong cuộc thương thảo giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn không? Ông Thiệu nói, chúng tôi đã chán ngấy chiến tranh và quyết tâm chấm dứt qua sự thương thảo. Chúng tôi chỉ có một đòi hỏi là những người xâm lăng rút về lãnh thổ của họ. Ông có cần tôi xin ý kiến hay không? Thưa quý vị, nói về chữ ông Thiệu có thể thương thảo được với Hà Nội không, thì trong thực tế thì mình thấy rằng cái phái đoàn của ông Thiệu không được nói chuyện ở trong cái hội nghị Ba Lê. Mà tại hội nghị Ba Lê thì chỉ có hai người đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ là ông Kissinger và người đại diện cho phái đoàn Hà Nội là ông Lê Đức Thọ. Tức là ông không được quyền thương thảo. Đấy. Còn ông nói rằng là ông muốn hòa bình, nhưng mà ông lại muốn duy trì cái miền Nam là phần đất của đất nước Việt Nam, cho cái quyền lợi của miền Nam Việt Nam là giáo hội La Mã ở đằng sau, với ngày xưa là thằng Pháp. Thì bây giờ thằng Mỹ nó muốn chống cộng, nhưng bây giờ nó không muốn chống cộng nữa. Nó không muốn chống cộng, nó rút lui. Nhưng mà ông là người của công giáo, của giáo hội La Mã. Ở đằng sau ông á là hội đồng giám mục, và đằng sau hội đồng giám mục Việt Nam là cái giáo triều Vatican. Thì ông chỉ nói mạnh thế chứ, nhưng mà ông không có quân đội, không có cái gì cả. Người thì người nhân dân Việt Nam, thiểu số là công giáo. Nên công giáo thì chỉ hù cho người ta chiến đấu, chứ còn tốn lính nhiều lắm. Thành ra cái lực lượng mà ông dựa trên đó không có Mỹ thì ông không có làm gì được. Thì làm sao mà ông có thể mà mong muốn thương thuyết là một, hay là chấm dứt chiến tranh là hai, hay là muốn ký với miền Bắc để mà có cái thỏa hiệp hòa bằng bình. Rồi còn ông bảo là quân xâm lăng phải rút lui. Thì chỉ có quân xâm lăng, tức là quân ngoại nhập, tức là quân của nước ngoài đóng quân ở đất nước Việt Nam gọi là quân xâm lăng. Còn nước Việt Nam là của Việt Nam. Miền Nam Việt Nam là của nước Việt Nam. Thì ông cho rằng cái quân đội miền Bắc nó đóng ở miền Nam đó là quân xâm lăng là ông nói sai. Không có một nước nào mà lại cái quân đội của nước nó đóng ở cái miền này miền kia mà lại gọi cái miền đó, lại gọi cái người, quân đội ở của nhà nước trên toàn quốc là quân xâm lăng cả.
Tôi thấy cái từ đó là chỉ là nói cho nó sai, cho nó qua thôi, chứ không có nói đúng sự thật. Thì nói khác đi là nói như vậy là nói láo. Nhờ ban biên tập nói trước. Tiếp theo, tờ báo nói ông Kissinger viết trong hồi ký là ông đã biết chắc là quân đội Bắc Việt sẽ ở lại miền Nam, song ông không hề phản đối cho tới tháng 10 năm 1972. Tức là tờ báo nói rằng ông Kissinger biết, ông Thiệu biết rằng quân đội Bắc Việt sẽ ở lại nhưng mà ông không phản đối cho đến tháng 10 năm 1972. Thì ông Thiệu trả lời, đây là một sự dối trá trắng trợn của ông Kissinger. Nếu tôi đồng ý về việc quân đội miền Bắc ở lại miền Nam thì đã không quyết liệt phản đối khi trong văn bản dự thảo không có điều buộc quân đội miền Bắc rút quân về Bắc. Đây là điều thiết yếu nhất mà tôi kiên định tranh đấu cho tới phút chót. Tôi cho ông Kissinger biết là sẽ không có hiệp định nếu không có điều khoản miền Bắc rút quân về Bắc. Sau nhiều ngày thảo luận cay đắng, ông Kissinger thú thật là điều này đã được đưa ra 3 năm trước đây. Song Nga Xô không chấp nhận. Bây giờ tôi nhận ra là Mỹ đã chịu thua Nga và thấy thất vọng vô cùng. Anh có comment gì không? Tờ báo nói tiếp, người Nga có thể phản ứng khác, tuy nhiên Bắc Việt không quan tâm Nam Việt là ngoại quốc và trong suốt một thời gian dài chối cãi là có sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam. Ông Thiệu trả lời, với trên 20 năm kinh nghiệm chiến trận, chúng tôi học được một điều là không bao giờ tin những tuyên bố của Nga Xô và Bắc Việt. Ngay cả một người mù cũng nhận thấy là có quân đội Bắc Việt tại Ai Lao, Cao Miên và Nam Việt. Chúng ta phải nhìn vào dữ kiện thay vì tin vào những gì địch quân nói. Xin ông cho ý kiến về cái nhận xét này. Tôi cũng không có cần phải nói thêm chỗ này nữa. Nãy giờ đã nói cả rồi. Tiếp theo, tờ báo nói ông có tranh luận với ông Kissinger về điều này hay không? Ông Thiệu nói dĩ nhiên là có, và ngay cả với tướng Haig, tôi đặt câu hỏi với ông ta, ông và tôi đều là tướng lãnh, xin cho tôi biết bất cứ một hiệp định hòa bình nào đạt được khi quân xâm lăng không phải rút ra khỏi nơi họ xâm chiếm. Tôi cũng hỏi thêm, giả dụ khi Nga Xô được phép có quân trên lãnh thổ Hoa Kỳ, chắc ông không thể nói là có hiệp định hòa bình với Nga Xô. Tờ báo, ông Kissinger trả lời ông ra sao? Ông Thiệu nói, ông ta không có câu trả lời, làm sao trả lời được khi không có một luận cứ vững chắc nào cả. Thế thì anh comment như thế nào về cái ông so sánh cái giả dụ khi Nga Xô được phép có quân trên lãnh thổ Hoa Kỳ? Thưa quý vị, tôi thấy câu nói của ông Thiệu này nó hơi ngọt ngào. Là vì quân đội Nga Xô mà có mặt trên quân đội trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nó là một quân ngoại nhập. Vì nước Nga là một nước khác, Hoa Kỳ là một nước khác. Thế còn trái lại quân đội Bắc Việt, tức là quân đội của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là từ Ải Nam qua đến mũi Cà Mau. Thì miền Nam Việt Nam là nằm trong cái lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có quyền đóng ở miền Nam vì nó là lãnh thổ của Việt Nam. Nó khác với lại cái quân đội Nga Xô mà đóng ở Hoa Kỳ, tức là từ cái quốc gia này sang đóng cái quốc gia khác là quân ngoại nhập. Cái quân đội miền Bắc mà đóng ở miền Nam, nó là một quân đội trong nước để phòng thủ, để chống lại quân ngoại xâm. Mà quân ngoại xâm lúc bấy giờ là quân Hoa Kỳ cùng với lại một mấy trăm ngàn của các đồng minh của Hoa Kỳ, tức là Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Đại Hàn và Phi Lợi Tân. Như vậy là cái điều mà ông Thiệu đã không hiểu được cái chữ quân đội ngoại nhập, tức là quân đội xâm lăng, để so sánh với lại quân đội của bản địa chống lại quân đội ngoại quốc nhập, tức là quân xâm lăng. Tức là ông Thiệu, tôi không nghĩ là ông dốt, nhưng mà ông cố tình sử dụng cái chữ đó thôi. Và tiếp theo, tờ báo nói, ông Kissinger viết trong hồi ký là không thể bắt buộc Bắc Việt rút quân về Bắc vì không ai đưa ra hội nghị bàn thảo để bỏ bớt đi những gì đã đạt được trên chiến trường. Ông ta viết thêm, có một điều khoản trong Hiệp định Bale không cho xâm nhập, rồi đi đến kết luận là lực lượng quân đội Bắc Việt sẽ bớt đi dần dần rồi không còn nữa với thời gian vì không còn được xâm nhập. Ông Thiệu trả lời, dưới cái nhìn của tôi,
chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt tiến sĩ Kissinger không thông hiểu cách thức thương thảo với Cộng sản. Dù trải qua những kinh nghiệm đau thương lúc hòa đàm với Cộng sản năm 1954 và trong chiến tranh Triều Tiên, khi hội đàm về Ai Lao và Cao Miên, họ cũng không học hỏi và không biết cách thương thảo với Cộng sản, cũng không có khái niệm về chiến thuật và chiến lược của Cộng sản. Chúng ta đi vào khó khăn vì một nhân vật như tiến sĩ Kissinger, đại diện một cường quốc và có tiếng là một nhà thương thuyết thượng hạng, lại đi tin tưởng là quân đội Bắc Việt sẽ ngừng xâm nhập vào miền Nam. Nguyên do nào khiến ông ta có ý niệm như vậy? Làm sao có thể canh chừng kiểm soát biên giới của miền Nam với Ai Lao và Cao Miên? Ngay cả với giả thuyết có 1 triệu kiểm soát viên quốc tế cũng không thể quả quyết là không có sự xâm nhập. Không hiểu sao ông ta có thể tin vào các điều Bắc Việt tuyên bố. Ông ta có thể tin Cộng sản, song chúng tôi không tài nào tin họ được. Do đó tôi cứng rắn đòi hỏi sự rút quân của miền Bắc. Khi họ muốn hòa bình, tại sao lại muốn quân đội của họ lưu lại miền Nam? Chấm dấu hỏi. Đây là hết cái bài phóng sự. Và nếu ông có nhận xét gì về cái phần này, xin mời. Thưa quý vị, cái cuộc chiến mà Mỹ mà can thiệp vào Việt Nam là do Mỹ chủ trương. Mỹ đưa ông Diệm về làm chính quyền, lãnh đạo chính quyền miền Nam đó, thay thế ông Bảo Đại là làm tay sai cho Mỹ. Thế ông Diệm vì không nghe lời Mỹ mà tiếp tục bách hại Phật giáo cho đến Mỹ để cho cái quân đội miền Nam. Cái quân đội miền Nam đó là lĩnh tiền của Mỹ. Thanh toán ông Diệm thì bây giờ đến ông Thiệu cũng chỉ là tay sai. Thế việc bây giờ Mỹ nó vào, bây giờ nó thấy rằng nó không thể nuốt được thì nó rút ra. Mà nó chỉ thương thuyết với đại diện Bắc Việt thôi chứ nó không để cho ông thương thuyết. Thì ông chỉ kể là tay sai cho nó đâu cần nói đến ông. Mà ông không biết ông là tay sai sao? Nhưng mà ông cố nói cho nó như vậy thôi. Chứ thực ra là quyền rút lui của nó. Nó vào cũng là quyền của nó. Mà nó rút quân đội ra cũng là của nó. Bây giờ nó vẫn là cái kẻ chủ. Mà ông là người tay sai. Nó bảo sao thì nghe vậy. Nhưng mà để vuốt mặt thì ông cứ việc nói tha hồ. Cũng giống như là các ông Diệm hay là những người tranh đấu cờ vàng ba sọc đỏ, cứ nói cho nó đẹp mắt thôi, chứ còn thực ra cũng phải biết cái thân phận chủ và tớ nó khác nhau. Cho em có ý kiến là, cho em có câu hỏi là nhấn mạnh là trở lại cái nhận xét của ông Thiệu chê ông Mỹ là không có kinh nghiệm thương thảo với Cộng sản, đưa ra những cái nói rằng Hoa Kỳ không có học được bài học khi hòa đàm với Cộng sản năm 1954. Rồi khi hội đàm về Ai Lao và Cao Miên họ cũng không học hỏi được cái cách thương thảo với Cộng sản. Ông nghĩ như thế nào về cái sự so sánh là tại sao Hoa Kỳ không học được cái bài học cách thương thảo với Cộng sản? Cái thương thảo với lại Cộng sản thì người Mỹ có kinh nghiệm nhiều hơn cả. Họ cũng biết rằng cái thế của họ không phải là ở Việt Nam đối với thế giới, mà phải là ở Việt Nam đối với tất cả các thế lực ở trên thế giới. Thí dụ như là thương thuyết ở Ai Lao thì nó cũng có ảnh hưởng đến người Trung Quốc, ảnh hưởng đến Liên Xô. Cái thời bây giờ thành ra người Hoa Kỳ thương thuyết với Ai Lao cũng ở một cái điểm nào đó để cho Trung Quốc và Liên Xô nó không có chống được. Cho nên là đến cái nhường đó, đến cái điểm đó thì phải công nhận cái điều khoản mà ký về Ai Lao. Ông Thiệu là vì ông ấy có thể là quyền tổng thống, nhưng mà ông có cái nhìn tổng quát về cái thế đứng của nước Mỹ đối với lại thế giới bây giờ. Cho nên vì tôi không có chê ông ấy là dốt về lịch sử, nhưng mà người Mỹ nó có cái nhìn rộng hơn ông. Ông có cái nhìn hẹp hơn ông. Thành ra nó như vậy. Cũng giống như các ông cờ vàng ba sọc đỏ cứ nói lý này, lý nọ, nói cho nó tốt các ông thôi. Các ông bảo là đồng minh Mỹ phản bội, chứ mà thực ra nó không có phản bội. Nó đặt các ông lên và nó, bây giờ công việc mà đã làm xong rồi hay là không còn cần thiết thì nó loại các ông ra, chứ không phải là nó phản bội. Vậy thì mình có thể mình kết luận rằng ông Thiệu ông không có được thương thảo trực tiếp với Cộng sản. Thì ông phải biết lý do nào ông không được thương thuyết với Cộng sản. Thứ hai nữa là ở ngoài ông nói mạnh, ông chê thằng Mỹ là không có kinh nghiệm, không có biết cách thương thảo. Nhưng mà ông lại là cái người mà là bị người ta không cho vào thương thuyết. Đúng vậy. Ông Thiệu cũng như ông Diệm ngày xưa đó, thì nghĩa là tay sai cho nó làm cái chuyện gì là do nó quyết định, chứ nó ông có đâu có được quyết định.
Thế bây giờ nó thấy rằng ông còn có làm cái điều gì mà bất lợi cho nó thì nó loại ông ra. Ông Thiệu có cái kinh nghiệm của thời ông Diệm cho nên cũng chỉ nói cho nó oai thôi, chứ còn nói đến cái chỗ nào mà nó thấy nó đe ra là ông phải rút lui liền lập tức. Mấy cái ông mà hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa qua bên đây là cũng cũng giống như ông Thiệu vậy, tức là không có trực tiếp bàn thảo gì được với ai, không có trực tiếp bàn luận về gì về chính trị, mà cứ dạy Việt Nam là phải phải theo Mỹ, phải như thế này thế nọ, không không có được theo Tàu này kia cái nào đó. Thì anh thấy là giống như là ông Thiệu, cái thái độ ông Thiệu mà đối với Hoa Kỳ thời đó hay không? Nói về các ông cờ vàng ở ngoại quốc thì cũng như ở trong nước á, thì có hai cái điểm tôi đang nói. Thứ nhất á, các ông là thứ cắc ké, chứ còn những người lớn ở trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ, ông Cao Văn Viên đều công nhận là làm tay sai thì các ông vẫn nói gọi là đồng minh. Cái điểm thứ hai đó, các ông làm sao mà có cái khả năng để mà biết được những cái tình thế thế giới mà các ông cứ nói này nói nọ, trong khi đó thì Bắc Việt đó là người chiến thắng, nó hiểu rõ hơn hết, nó có chính nghĩa. Các ông đâu có biết rằng các ông không có chính nghĩa mà cứ tưởng rằng có chính nghĩa. Cái đồng tiền các ông đi lính, các ông phải có tiền, Mỹ nó trả hay là Pháp ngày xưa nó trả, trong khi quân đội Việt Nam á, xin lỗi, họ tự tình nguyện không có lương. Thì cái chính nghĩa nó mạnh để cho đến họ liều chết chiến đấu cho đại cuộc, thì các ông có người nào mà làm được cái chuyện mà không lĩnh lương đi chiến đấu không? Thứ hai, dám liều chết để xả thân nằm dưới bánh xe để chặn xe lại để cho cái khẩu pháo đó nó còn tồn tại để mà tiếp tục tiến vào nổ pháo vào cái vị trí địch không? Các ông cứ hỏi đi, tự hỏi cái lương tâm của các ông đi, để xem có ông có nào dám tình nguyện mà đi chiến đấu không trả lương là một, dám hy sinh liều chết như người lính ở miền Bắc không? Làm được như vậy á thì các ông hãy mở miệng mà nói, còn các ông không làm được ngửa tay lĩnh lương của thằng ngoại quốc rồi làm những cái chuyện mà hễ mà đụng đến là cuốn quấy chạy cho mau. Cái chuyện chạy cho mau nó rõ ràng nhất, không ai cần phải nói, tức là xảy ra vào tháng 4 năm 1975. Đến đây chúng tôi cũng xin Đó dứt là lời xem như là đó là lời kết luận. lời kết luận của tôi. Thì các ông, tôi ngon, nếu các ông còn lương tâm thì từ nay trở đi đừng mở miệng nói những cái điều mà dốt đi dạy người người giỏi. Đó. Hèn không dám chiến đấu, không dám xung phong để mà không cần lĩnh lương cũng chiến đấu, mà người ta thì không cần lĩnh lương người ta chiến đấu người ta lại thắng, mà anh thì đồng tiền của ngoại quốc nó trả cho nuôi được cả, không phải nuôi cả thân mình mà nuôi cả vợ con, nhưng mà rồi cuối cùng cũng thua. Đấy. Thì các anh phải nhìn thấy các anh hèn ở cái chỗ đó rồi các anh hãy nghĩ lại, nhưng mà nếu các anh còn lương tâm thì các anh mới nghĩ được như vậy. Tôi sợ rằng các anh không còn có lương tâm để nói như vậy nữa. Nên thôi, đến đây xin kết thúc và kính chào quý vị. Xin hẹn quý vị trong kỳ tới.